cuộc sống hôn nhân không hẳn là phức tạp như mọi người vẫn nghĩ đâu. Đôi khi nó còn phức tạp hơn cả mức mà người ta có thể nghĩ tới ấy chứ. Hôn nhân là khi bạn phát hiện ra người phụ nữ của mình hóa ra là một siêu nhân, không cần áo choàng, có thể ba đầu sáu tay, lo 1 tỷ việc từ cơ quan về đến nhà. Những lúc đó, một bàn tay chìa ra kịp thời của anh em chúng mình không chỉ giúp giải quyết kịp những công việc bộn bề trong gia đình mà còn làm ấm lại, làm chặt thêm cuộc hôn nhân của bạn. Hãy là người chồng tinh tế từ những điều nhỏ nhặt nhất và nói với người phụ nữ của bạn mỗi ngày đều sẽ làm cô ấy hạnh phúc và an tâm nhất. Vợ ơi, để đó chồng lo. Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ, Trân Châu không có gì hơn ngoài khiếu nấu ăn xuất thần của mình. Trân Châu hứa hẹn sẽ đem đến cho Lê vợ cũng như khán giả một bữa ăn thịnh soạn và đầy bất ngờ. Các bạn hãy đón xem nha. Anh về hả? Trời, sao em mua rau nhiều quá vậy? Ừ, bữa nay em ra chợ, các em thấy rau nè sạch ngon quá, với lại em thấy giá rẻ quá cho nên em mua quá trời luôn. Nhưng nhà mình có hai vợ chồng mình ăn sao ăn hết được? Thì ăn không hết thì mình bỏ tủ lạnh, ăn 1 tuần cũng được mà. Thôi đâu anh, đúng không? Thôi, nạp rau tiếp em đi, nha. À, trời, mua nhiều quá, chắc nạp tới sáng luôn quá. Mà công nhận em mua rau cũng héo nhiều quá ha, đúng không nè? Buồn thấy quá à, sạch ngon vậy mà nó héo. Rau sạch đây. Ngon quá. Anh, khoan. Dạ. Anh biết ngày mai là ngày gì không? Thì 8 tháng 3. Đúng rồi, nhưng mà ngày mai ngày 8 tháng 3 là ngày gì anh biết không? Thì là ngày quốc tế phụ nữ. Ừ. Mà quốc tế phụ nữ có liên quan tới em đâu. Cái gì kỳ á, bộ em không phải là phụ nữ hả? Thì em là phụ nữ, nhưng mà ngày gì, ngày 20 tháng 10, rồi ngày 14 tháng 2, rồi 14 tháng 2 gì rồi anh vừa tặng quà cho em rồi, em còn đổi gì nữa. Anh kỳ quá à. Sao kỳ? Thôi tôi biết rồi, cưới tôi về đây cho đã rồi, giờ không thèm coi tôi là người phụ nữ luôn. Giờ không biết trong mắt anh em đã con gì nữa. Con sen. Ê, xin lỗi. Thôi mà đừng giận nữa, lo ăn cơm đi nha. Này cô gái trắng nè, ăn nhiều vô đi. Nè em. Dạ cô gái đỏ đi. Nè em. Thôi dậm nhịn luôn đi. Ôi giọt. Ê, vợ. Trời, tự nhiên nói còn câu cái giận vậy luôn. Mà ngày mai là ngày 8 tháng 3, em ra thăm vườn hái một bông hoa tại một cô giáo. Khục đi. Anh, ăn cam tráng miệng. Ăn cam nhiều, chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Ăn cam đi anh. Đây. Ừ. Ngon không? Ừ, ngọt và ngon lắm. Em đố anh nha. Ừ. Làm cách nào để mình có thể biết được quả cam đó không có sử dụng nhiều thuốc trừ sâu? Thì cái trái cam á lúc nào cũng tròn và đẹp. Còn lá của nó nha, đặc biệt chú ý, lúc nào cũng bị sâu ăn. Là trái cam không bị xịt thuốc. Anh sai rồi, theo em được biết nha, cái quả cam nào á mà có nhiều cái đốm trắng lỗ 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 á, lỗ lỗ trên quả cam này nè, là cái quả cam đó có sử dụng nhiều thuốc trừ sâu. Em thấy nhiều người cũng nghĩ như anh vậy đó. Nhiều người ta nghĩ á, trái cam nào á mà trên cái lá của nó bị sâu ăn nhiều là cái cam đó không có sử dụng thuốc trừ sâu. Nhưng mà vậy là sai á nha. Nhiều khi lại ngược lại á, do mình sử dụng nhiều cái thuốc trừ sâu quá á, nhiều khi con sâu đó nó kháng lại thuốc luôn á. Hôm nay vợ của anh uyên bác quá. Ừ. Giỏi quá. Ừ. Thì tại vì á, dạo này em thấy trên TV á, nhiều người bị ngộ độc thực phẩm quá đi, cho nên là em phải theo dõi mấy cái thông tin về sức khỏe để cho vợ chồng mình ăn uống được an toàn hơn. Cũng được. Ủa anh ăn hết luôn rồi hả? Anh định ăn cái vỏ mà em nói xịt thuốc xịt sâu vậy anh không dám ăn cái vỏ thôi. Hôm nay Trần Chồng nhân ngày 8 tháng 3
sẽ nấu cho Lê vợ những món mà Lê vợ rất thích ăn, ăn cho Lê vợ lát mắt luôn. Và cũng là dịp Trần Chồng thể hiện. Đây, hãy xem Trần Chồng thể hiện cho Lê vợ biết thế nào là một người đàn ông đích thực. Đây, khoai tây chiên. Trân Trọng dùng con dao này rất là bén, cắt nó đi. Các ông chồng hãy lưu ý, để giữ an toàn thực phẩm, chúng ta nên lựa những củ khoai tây không nên mọc mầm vì sẽ rất là nguy hiểm. Các ông chồng hãy lưu ý, chúng ta phải để dầu sôi, nóng thật nóng, rồi chúng ta mới bỏ gà vào, khi đó gà nó mới chín. Đó là bí quyết của Trần Chồng. Các ông chồng hãy chịu khó đọc sách nhiều vào. Trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể lặt đậu que. Vàng rồi, cuối cùng nó cũng đã vàng rồi. Yeah, chúng ta phải để gà vàng như vậy mới ngon, mới hấp dẫn, Lê vợ mới thích. Xong, chỉ cần chút tí nữa là ok. Thôi, anh làm gì vậy? Anh đang xào đậu que cho em đó. Anh đang nấu ăn á hả? Trời, Trân Trọng em, em có biết là hồi sáng giờ anh đi chợ, anh mua khoai tây, anh về anh sắc, anh sắc thành dĩa khoai tây này, anh chiên cho em ăn. Đây, gà, món em thích nhất, rất là ngon. Và đây, đậu que xào thịt lợn. Ê, em ra bàn ngồi đi. Đi ra bàn ngồi, ngồi xuống. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, em như một bà quan. Em cứ ngồi xuống, mọi chuyện cứ để anh lo. Đây, rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn phải không nào? Còn một món canh nữa, món canh cực kỳ ngon. Đó là món canh hôm qua em nấu, hôm nay anh hâm lại, đỡ tiết kiệm. Trời ơi, gà này anh chiên á hả? Ừ. Trời ơi, anh ơi, nó không có được. Em thấy nó đỏ lè, đỏ lét vậy không, làm sao mà ăn được. Thôi. Ê, khoan. Tại em không biết, bây giờ cái mốt của giới trẻ bây giờ là ăn tái tái sống sống vậy nó mới ngon. Em cứ ăn đi không sao hết. Trời ơi, ăn không có được đâu, thôi đừng ăn, để em được. Vô em làm lại. Em ăn cái phần này đi, em ăn phần sống sống chín là được rồi. Cái mốt bây giờ nó vậy. Thôi mình không ăn đâu, thôi. Em ăn cái phần chín chín được rồi. Thôi, em không ăn đâu, để em ăn. Trời ơi, cái này ăn cũng không có được nữa. Ăn đi. Anh thôi, ơi. Ăn canh. Canh hôm qua còn. Canh ngày hôm qua mà anh để anh hâm lại hả? Rất là ngon, nó bình thường mà, nó ngon. Trời ơi, sao mà được. Em cứ ăn nha, anh, em ăn đi. Thôi bây giờ anh mốt cả buổi sáng làm đúng không? Đúng rồi. Bữa nay ngày 8 tháng 3 làm cho em đúng không? Thôi được rồi, bây giờ em ăn cho anh vui nha. Đúng rồi. Ngon quá phải không? Sao lạnh tanh nhỉ? Cái mốt bây giờ đồ ăn nó phải lạnh. Em không biết, chứ nóng là xưa rồi. Ngon. Đây, cái món này rất là ngon nha. Hồi sáng đích thân của anh tới nhà cô tắm mập, kêu cổ lựa những trái khoai tây mập như cổ vậy. Anh phải gọt từng lớp vỏ. Còn dao bén nhất mà gà sáng, anh để anh cắt từng khúc, từng khúc mới ra được ngon như thế này. Cực kỳ ngon. Đây. Thôi ăn, nhưng mà cái này ăn không có được. Cái này nó bị yếu rồi, ăn không có được đâu. Công sức của anh hồi sáng giờ không lẽ anh phụ lòng quá. Em phải ăn. Thấy anh gọt cũng kỳ công quá, thôi em ăn cho anh vui nha. 8 tháng 3 mà. Còn món gà này cũng mua của chú tắm lợn đó. Con nào con nấy mập như con heo vậy đó, thấy không? Rất là ngon, em ăn gà thử coi, rất là béo và ngon luôn á. Thôi em không ăn đâu, anh ăn đi. Thôi em ăn đi. Công sức của anh làm một lộ qua nhà chú tắm lợn mua đàng hoàng. Ngon đúng không? Thấy em nhai luôn xương là biết ngon rồi. Thôi bây giờ em đi dọn dẹp. Thôi em cứ đi ăn, cứ để cho anh. Bây giờ em cứ ra ngoài ghế salon em ngồi gọt cam, mọi thứ này để anh rửa dọn dẹp hết cho. Thôi em phụ anh ta cho nhanh. 8 tháng 3 kỳ công của anh. Mời em. Cảm ơn anh.
Tăng 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 tăng. Ngày 8 tháng 3, anh ra sau giường hái vài trái cam để tặng em đó. Và anh khắc lên mình và quả cam này. Em ăn quả cam này coi như là em ăn anh. Đến lọc cho em ăn nha. Đây. Ủa mà anh ơi, cái này anh mua hả? Bậy. Ngày 8 tháng 3, anh ra sau vườn hái vài trái cam để tặng em đó. Nhưng mà nhà mình đâu có vườn đâu. Nói chứ anh mua. Đây. Nhưng mà anh có mua theo đúng những cái gì mà em đã chỉ cho anh chưa? Thì em ăn đi em sẽ biết. Nhưng mà có chưa? Rồi anh rửa chưa? Rửa sạch sẽ chưa? Thì em ăn đi rồi em sẽ biết anh có rửa hay chưa. Ngày 8 tháng 3, anh ra sau giường hái vài trái cam, khắc lên thằng nhóc I love you. Anh sến quá làm em ói hả? Không, anh sẽ không sến nữa đâu. Em cứ an tâm. Anh hứa với em, anh sẽ không sến nữa đâu. Anh sẽ không sến nữa đâu. An tâm đi. Anh đã nói anh không sến nữa mà. Gì vậy? Không lẽ khắc cái này lên, gió thổi vào quả cam bị ngộ độc thực phẩm cho ta chết. Với thực trạng nhiều thực phẩm thiếu vệ sinh và nguồn gốc không rõ ràng xuất hiện tràn lan như hiện nay, hiện tượng ngộ độc thực phẩm diễn ra với tần suất ngày càng cao. Bị ngộ độc thực phẩm nặng thì có thể dẫn tới tử vong, nhẹ gây mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh. Vì vậy, tự bảo vệ mình là biện pháp thiết thực đầu tiên cần nghĩ tới. Trong đó, việc trang bị một số kiến thức sơ cứu ngộ độc thực phẩm là việc làm cần thiết. Hãy xem trân trọng xử lý hậu quả như thế nào nha. Vợ vợ, vợ có sao không vợ? Em bị ngộ độc thực phẩm thiệt hả? Đối với những người bị ngộ độc thực phẩm thì trước tiên chúng ta phải sơ cứu là phải tìm cách cho uống nước muối hoặc sữa để người ngộ độc thực phẩm thải các chất độc tố ra ngoài. Ghi nhớ, đừng để chất độc thấm lâu vào cơ thể quá thì như vậy sẽ không nôn ra được. Trời ơi, đi lấy nước muối lẹ đi, thằng đứng nó nói nữa. Rồi, anh lấy liền. Dạ dạ, muối dạ, dạ dạ. Nè nè, uống đi. Vô trạm y tế gần nhất, đi. Đi. Như vậy sao không vô phòng ngủ đây chi? Thôi để này anh dọn cho em. Khoan, bây giờ anh nói cho em nghe lại mấy cái quy trình mà hồi nãy anh nấu mấy cái món đó cho em nghe được không? Thì quy trình vẫn là bình thường như những người đàn ông đích thực làm thôi. Là anh làm sao? Thì lúc đầu anh ghé nhà của chú Tấm Hợi mua 3 kg gà về, rồi anh ghé nhà cô Tấm Mập mua mấy cái củ khoai tây này nè. Rồi sao nữa? Thì về anh vẫn làm như bình thường thôi. Anh lấy dao anh sắt thịt gà xong rồi anh sắt khoai tây luôn. Khoan, cái gì? Cái chỗ này nè, cái chỗ mà anh sắt thịt gà xong rồi anh sắt khoai tây á. Sắt thịt gà xong rồi anh có rửa dao không? Ủa rửa chi? Trời ơi, anh sắt thịt gà xong rồi anh phải rửa dao cho thật sạch anh mới cắt khoai tây được. Tại vì nếu mà mình lấy cái dao của làm món này mình đi làm món khác vậy rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Có lẽ anh hơi vội ta. Rồi anh chiên gà sao? Nói em nghe coi. Trời, anh chiên bài bản, anh có đọc sách đàng hoàng, có đi học đàng hoàng à. Anh lên mạng anh coi nha, là đổ dầu vô phải để cho dầu nó nóng, rồi anh để lửa thật lớn, anh bỏ gà vô liền, đúng không? Trời bỏ gà ơi. Vô gà vàng là phải lấy ra liền. Anh không, không ơi, được để đen nó bị khôn gà. Ơi. Cái gì? Anh không có được để lửa lớn, người ta để lửa vừa vừa thôi. Anh để lửa lớn vậy rồi hả, nó chín cái phần ngoài, nó vàng phần ngoài không à, cho nên cái phần trong nó mới còn sống đó. Bây giờ ăn vô mới bị đau bụng nè, anh thấy không? Ủa đâu có đâu, người ta trong mạng để là trong sách. Anh sách anh học là nó để màu vàng vàng là được rồi. Trời ơi, cũng may á là anh chỉ làm cho em 8 tháng 3 thôi mà em còn bị vậy nữa. Anh mà nấu cho em ngày nào cũng nấu chắc em đi bán muối sớm quá. Sao tự nhiên bỏ anh đi bán muối?
muối. Bán muối chi vậy? Đang đi làm ngon chớn mà. Thôi quá à, đi bán muối là đi gặp ông bà biết không? À đúng rồi. Thôi, cũng do em không á. Hồi nãy bác sĩ có dặn nè. Cái nồi canh này á, hôm qua em nấu thì em phải bỏ đi. Em không bỏ đi, rồi qua ngày hôm sau hâm lại. Trong rau xanh lúc nào nó cũng có hàm lượng nitrat nó cao hết. Mà mình hâm lại á, nó sẽ sản sinh ra cái hàm lượng nitrit. Mà nitrit đó là những chất gây ung thư. Bởi em ăn vô dễ bị đau bụng lắm. Sản sinh ra nhiều loại vi khuẩn lắm. Bác sĩ nó cũng đúng á. Cái gì cũng tại em không à. Cái gì? Ý anh là tất cả mọi chuyện là tại em hết á hả? Không hẳn là tại em. Nhưng mà tại hôm qua em nấu canh chi cho nhiều vậy đó, rồi đâm ra nó dư một nồi canh. Buộc anh sáng hôm sau anh muốn tiết kiệm anh phải nấu lại thôi. Thì cũng lỗi do ba, cho em là 30%, anh 70%. Rồi em đi đâu vậy? Đi vô phòng nằm nghỉ. À đúng rồi, em vô phòng nằm nghỉ đi, an tâm đi. Ở đây anh sẽ dọn dẹp hết, rồi anh sẽ nấu cho em một nồi cháo. Cái gì? Gì? Anh còn ý định nấu cháo cho em ăn nữa hả? Ừ thì... Cho em đi bán muối sớm hơn chút hả? Thôi hỏi. Em an tâm, anh sẽ không bỏ bất cứ cái miếng gì vô hết. Kể cả đường, chanh, tỏi, muối, bột ngọt. Thôi em muốn làm gì làm đi, em mệt quá rồi, em đi vô. Em tin anh không? Trời ơi, em muốn làm gì làm đi. Tin anh không? Anh ăn trước em ăn sau nha. Ừ. Rồi. Thông thường khi gặp những tình huống bị ngộ độc thực phẩm đối với những người xung quanh hay là chính bản thân mình, thì những tình huống đó ngay lập tức chúng ta phải đưa vào bệnh viện gần nhất. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ điều kiện để đưa vào bệnh viện gần nhất. Vì vậy, chúng ta nên tự trang bị cho mình những kiến thức để có thể tự sơ cứu trước. Trước hết, chúng ta nên lưu ý tới những dấu hiệu có thể bị gặp phải khi bị ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, hoa mắt, nhức đầu và chóng mặt. Việc đầu tiên chúng ta cần làm trước mắt là phải loại bỏ ngay chất độc ra khỏi cơ thể. Chúng ta có thể dùng hai ngón tay ấn sát vào góc lưỡi để chúng ta có thể gây nôn, để chất độc có thể thải ra ngoài hết. Hoặc chúng ta có thể dùng hai muỗng canh muối pha với một ít nước ấm để có thể kích thích việc nôn các thực phẩm không tốt ra ngoài. Các bạn hãy lưu ý điều này. Sau khi nôn các chất độc ra ngoài thì chúng ta sẽ bị mất nước. Để có thể bù lại phần nước chúng ta vừa mất, chúng ta có thể mua một gói Urezon pha với một lít nước để chúng ta uống, để có thể bổ sung những chất điện giải và một lượng phần nước chúng ta vừa mất. Trong trường hợp nhà chúng ta không có sẵn hay chúng ta không kịp mua thì chúng ta có thể tự pha những công thức sau đây. Công thức như sau: chúng ta có thể dùng một lít nước và nửa muỗng canh muối, và đường thì chúng ta cho vào 4 muỗng. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều lên. Chúng ta khuấy đều lên và chúng ta uống. Nhưng mà chân chồng không có bị ngộ độc nên để cho những người bị ngộ độc uống thôi. Trong trường hợp do chúng ta sơ cứu chậm nên chất độc đã thấm vào cơ thể không thể gây buồn nôn lại được, thì chúng ta dùng công thức sau đây. Trân chồng sẽ dùng 30 đến 120 gram đậu xanh sống đã nghiền nhuyễn. Ở đây Trân chồng đã chuẩn bị 120 gram đậu xanh sống đã bị nghiền nhuyễn, bỏ vào một cốc nước. Sau đó chúng ta pha một ít nước vào đây. Chúng ta khuấy đều lên. Sau đó chúng ta đem cho người bị ngộ độc thực phẩm uống để kích thích các chất độc đã thấm vào cơ thể bị nôn ra ngoài. Đây là những công thức mà Trần Trọng vừa giới thiệu cho các ông chồng của chúng ta. Mong các ông chồng chúng ta có thể lưu ý mà để ứng biến trong các trường hợp nguy cấp nhất. Đây là cách sắp xếp thức ăn ở trong tủ lạnh rất là không hợp lý, rất dễ sinh ra các chất độc. Ví dụ như hành tây mà để chung với lại khoai tây thì sẽ tạo độc tố cho khoai tây mọc mầm, rất nguy hiểm. Như là thịt tươi mà để chung với lại các loại rau củ khô như thế này thì chúng ta sẽ rất dễ bị nảy sinh vi khuẩn không tốt cho cơ thể. Hôm nay Trần Chồng sẽ giới thiệu cho các ông chồng của chúng ta cách sắp xếp các loại thực phẩm ở trong tủ lạnh để chúng ta không bị ảnh hưởng của các chất độc. Nào, hãy xem Trần Chồng thế nào nha. Để món thực phẩm của chúng ta luôn được tươi xanh và sạch sẽ thì chúng ta nên chuẩn bị những túi ni lông có khóa kéo như thế này. Đây.
Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp các loại thực phẩm vào túi ni lông này. Ví dụ như là hành tây, chúng ta sẽ bỏ vào đây, kéo lại. Cà chua, cà rốt. Kế tiếp là khoai tây. Khoai tây ngoài tác dụng làm mịn làn da của chúng ta, nhưng nó cực kỳ độc khi nó đứng chung với lại hành tây. Vì vậy chúng ta nên tách xa hai cái này ra. Kế tiếp là rau rất là tươi xanh thế này, nhưng chúng ta phải bỏ vào đây. Chúng ta nên bỏ cẩn thận, kẻ bị dập. Sau đó chúng ta hãy lưu ý một điều là chúng ta hãy ghi ngày tháng vào để chúng ta có thể nhớ những loại rau mà những củ loại rau này chúng ta mua ngày nào để chúng ta cũng biết mà để hạn sử dụng của nó. Ví dụ ngày hôm nay là ngày 7 tháng 3 thì sau đó chúng ta cất một bên. Cái này cũng 7 tháng 3. Và thịt, thịt này tươi, chúng ta nên bảo quản kỹ kỹ chút. Đối với các loại thực phẩm tươi sống thế này thì chúng ta cũng nên ghi rõ ràng là chúng ta có nên là sơ chế sơ qua hay chưa. Ví dụ thịt này trần trồng chưa rửa thì trần trồng sẽ ghi là chưa rửa. Thế sau này chúng ta có thể rã đông ra, chúng ta có thể rửa là sao cũng được. Việc kế tiếp rất là quan trọng, đó là vận chuyển những đồ vật này vào tủ lạnh và sắp xếp chúng sao cho thật là hợp lý. Sau khi đã đóng gói sạch sẽ thì chúng ta sẽ cho những cái rau củ quả này vào tủ lạnh. Nhưng chúng ta cũng phải sắp xếp sao cho những cái món này hợp lý nhất. À, ví dụ như đường thuộc thực phẩm khô, có thể lên lên trên. Và nhớ một điều, hành tây và khoai tây nó sẽ rất kỹ nhau, nên chúng ta sẽ để riêng chúng. Rất đơn giản và hợp lý. Và kế tiếp đó là thịt, chúng ta sẽ đem dần lên trên. Đây là thực phẩm tươi nên trần trồng sẽ bỏ vào ngăn đá để có thể giữ cho tươi được lâu hơn. Xong, rất đơn giản, các ông chồng hãy chú ý được đó. Vừa rồi là một số kiến thức mà Trần Chồng vừa gợi ý cho các ông chồng của chúng ta. Mong những điều này sẽ giúp ích cho các ông chồng của chúng ta tránh được tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy đến với gia đình của mình. Chúc các ông chồng thành công. Ra đây. Em ngồi xuống nha. Để anh vô múc cháo xanh sạch đẹp cho em ăn nha. Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Anh bỏ cái mốt lạnh rồi, anh chơi cháo nóng rồi. Này, em ăn đi. Cái gì vậy? Ăn được không? Được, sống được. Trời ơi, anh vo gạo rất là kỹ nha. Thôi, anh ăn trước đi. Em cứ an tâm, không lẽ em không tin anh à? Thì anh ăn trước đi rồi em ăn sao? Thôi, nghe anh ấy ăn uống là mua. Nhất định không ăn luôn hả? Không, anh ăn không được sao? Ở lộn. Anh, em ăn đi, tin một lần thôi. Ngon đúng không? Mà hồi nãy á, nghe nó cũng đúng. Thôi thì mai mốt á, em có đi chợ thì em sẽ đi vừa đủ để nấu cái ngày hôm đó thôi. Chứ mình cũng không có nên ăn đồ ăn của ngày hôm qua hôm kia, dễ bị gây bệnh rồi cũng thật giống em, rồi dễ dẫn đến ung thư. Anh nói cũng đúng. Nhưng mà còn anh nữa. Sao? Anh cũng phải hạn chế ăn mấy cái hàng quán ngoài. Nhiều khi á, ngoài đó người ta làm đâu có biết được là người ta làm có hợp vệ sinh không. Ở nhà mình làm đây còn bị trúng thực vậy nữa, anh nghĩ đi, ở ngoài đường người ta làm sao, đúng không? Anh biết rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm đợt này. Cái gì nữa vậy? Ê. Ủa em sạch sẽ không ta? Bác sĩ trị bệnh hết rồi mà. Không lẽ có? Chúng ta có thể bù phần nước còn lại bằng cách mua một gói Amazon. Mà Trần Chồng muốn giúp gì?
Còn một món canh nữa. Món ăn món. Nhưng mà có chưa? Rồi anh rửa chưa? Rửa sạch sẽ chưa? Thì anh ăn đi, em sẽ biết anh rửa được chưa. Chả anh lại còn ngâm phân đi.